Chào mừng toàn thể tất cả quý khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Huy mong rằng trong quá trình nghe truyện, nếu như quý khán giả yêu thích văn chương của tác giả Tịnh Thủy thì đừng quên hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Đường link để vào trang Facebook của Tịnh Thủy Huy đã dán trong phần mô tả rồi. Và mong rằng quý khán giả cũng bỏ một chút thao tác nhỏ ra ấn like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý khán giả cùng lắng nghe Lời Nguyện U Ẩn phần 10. Ngay khi chim cắt kinh ma lạc nhập về tay, gấu liền sực tỉnh khỏi cơn mê, cảm thấy đôi bàn tay đều bỗng rát, liền vội đẩy Liễu ra. Liễu cũng giật mình thoát khỏi cảnh vi ái ấy. Cô đứng dậy vuốt lại đầu tóc quần áo, ngượng ngùng mà nói: Xin lỗi anh gấu, con mèo nó nhảy vào tôi. Tôi sợ quá tránh không kịp cho nên ngã xuống giường, làm anh tức chết mất rồi. Gấu cũng gãi đầu gãi tai mà đáp: Cô Liễu tới chơi từ bao giờ vậy? Xin lỗi cô nha, sáng nay tôi hơi mệt cho nên ngủ thiếp đi. Chơi đoạn, gấu nhanh mắt nhìn quanh, chợt nhận ra con thỏ mà hôm qua âm binh bắt về vẫn còn nằm trên sàn. Gấu vội giơ tay lên huýt gió một tiếng, tức thì chỉ vài giây sau, con chó mực từ ngoài cửa chạy vô trong phòng. Liễu sợ quá dạt cả sang một bên, còn con mực thì cắp lấy thân con thỏ chạy biến ra ngoài. Gấu mới cười nói với Liễu: Cô Liễu chớ sợ nha, hôm qua tới giờ tôi đang tập cho chú ấy đi săn. Nhưng mà không biết chú ấy bắt thỏ nhà ai về đây nữa, hư quá thể à. Ở đây làm gì có thỏ quan, chắc là thỏ nhà ai nuôi rồi đó. Người ta tới bắt đền anh gấu, có tiền đền không vậy? Thế rồi cả hai cùng cười. Rồi gấu mời Liễu ra ngoài ngồi chơi. Anh cũng cẩn thận cất con dao lên đầu giường, lau sạch vết máu đen còn vương trên nền nhà, rồi sau đó mới đi ra. Ra tới bàn ghế ngồi bên ngoài thì gấu liền pha một ấm nước chè, nhưng Liễu gạt đi, chỉ xin một cốc nước lọc. Sau đó hai người ngồi ở bộ bàn ghế giữa nhà nói chuyện dạo. Liễu nói bắt chuyện: Ủa, vậy bữa nay Sóc với chú Thái đi vắng hết hả? Mình anh gấu ở nhà ngủ mà sao không đóng cửa lại? Không sao đâu cô, ở đây thôn quê con người ngay thẳng thật thà, không có trộm cắp gì á, cho nên không cần quá đề phòng. Liễu sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, Liễu nói: Tôi có một người bạn làm bác sĩ ở Minh nước ngoài á. Hôm qua tôi có gọi điện cho cô ấy hỏi thử. Cậu có bày cho tôi một phương pháp giúp hồi phục trí nhớ, đó là phương pháp thôi miên. Anh thấy sao? Có muốn thử xem nó như thế nào không? Hỏi bố tôi coi sao. Ông già thấy được thì được. Vậy thì tốt rồi. Thế rồi không ai nói gì nữa. Không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngập. Nhớ lại chuyện ban nãy, cô để yên cho anh ta ôm. Liễu bỗng dưng cảm thấy nóng hết cả mặt. Cô lúng túng vô cùng. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác ngượng ngùng như thế này nữa. Bình thường mỗi khi đi chơi với Hải, cô chưa từng bao giờ có cảm giác như vậy, mà lúc nào cũng rất thoải mái. Thông thường khi rơi vào tình huống khó xử về cảm xúc như thế này, dù là đang ở nhà hay đang ở cơ quan, hay kể cả khi đang đi chơi với bạn bè, Liễu thường sẽ chọn cách tránh né. Nhưng lần này lạ thật, cô lại không muốn đi một chút nào. Tuy không khí có phần hơi gượng gạo, nhưng cô vẫn muốn ngồi lại đây cạnh anh ta. Tuy nhiên cô lại chẳng biết nên nói cái gì. Rồi đột nhiên gấu lên tiếng hỏi: Cô Liễu nè. Liễu mừng lắm vì anh ta chủ động phá vỡ không khí im lặng trước. Cô nhanh nhậu hỏi: Sao vậy? Anh có gì hỏi tôi hả? Anh hỏi đi. Gấu gãi đầu: Thế bữa nay cô đến đây có việc gì không? Liễu chân hững cả người, sao lại hỏi như vậy chứ? Nhưng mà anh ta hỏi đúng mà. Không lẽ cô đang mong anh ta hỏi cái gì? Hỏi cô thích mẫu người như thế nào? Hay hỏi cô muốn ăn gì tối nay sao?
nực cười. Thế nhưng hôm nay cô đến đây đi làm cái gì? Tiểu bật cười trước suy nghĩ của mình. Trong lòng cô bỗng nhiên bối rối thế lạ. Phải rồi, ngày xưa cô cũng hay tới nhà ông Thái chơi, nhưng lần này đâu phải vậy. Ông Thái và Sóc không có ở nhà, thế nhưng cô vẫn đang ngồi đây chẳng muốn dậy. À, bữa nay tôi rảnh rỗi cho nên tính qua ăn bữa cơm với gia đình anh á. À, vậy chắc hẹn cô hôm khác rồi. Hôm nay ông già chở em nhỏ đi thăm họ hàng xa ở bên thôn đáng kia, sáng mai mới về lại. Liễu có vẻ hơi hụt hẫng. Cái gì đây? Sao anh ta vừa đáp vừa cười, mà vẻ mặt của anh ta tự nhiên hớn hở, trông lại có vẻ khoái chí như thế kia. Anh ta đang đuổi khéo mình và giờ tìm được cớ hay sao? Không, chắc mình nghĩ nhiều thôi. Mới mấy tháng trước anh ta còn đang là một thằng khờ, làm sao anh ta nghĩ được nhiều như vậy chứ? Lạ thay, nghe nói như vậy, Liễu bỗng nhiên thấy háo hức trong lòng. Cô hỏi luôn mà chẳng kịp nghĩ cái gì hết. À, anh Gấu suốt ngày quanh quẩn ở làng như thế này cũng buồn ha. Bữa nay anh ở nhà có mình, anh Gấu có muốn lên phố chơi một chuyến không? Tôi đưa anh đi, tôi đang rảnh nè. Hỏi xong thì Liễu giật mình, cảm thấy hơi hớ. Gì đây? Sao nghe như mình đang rủ hắn đi chơi quá vậy? Gấu vô tình đáp. À, em Sóc dẫn tôi đi siêu thị ở phố huyện chơi mấy lần rồi. Ở đây phố cũng to đẹp đó, nhưng mà tôi không thích lắm. Ủa, trên phố có nhiều mỹ nữ gái xinh, trắng trẻo ăn mặc mát mắt vậy, anh không thích đi ngắm sao? Tôi không. Anh chắc cũng lớn tuổi rồi, suốt ngày cứ ru rú trong nhà như vậy, rồi sao mà kết hôn sinh con? Anh quý em Sóc như vậy mà anh không thích có con nít chăm sao? Bệnh tình anh cũng khỏi rồi, thậm chí anh còn nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn người khác nữa. Anh dư sức lấy được vợ chứ ngại gì. Tôi không nghĩ tới chuyện đó. Giờ tôi muốn nhanh nhớ lại chuyện cũ là được. Rồi Liễu hơi lưỡng lự một chút, thế nhưng sau cùng cô cũng quyết tâm trụ trê Gấu thêm một lần nữa. Nè, ở trên phố tôi biết có một cái hồ đẹp lắm, hồi nhỏ mẹ hay đưa tôi ra đó chơi, bữa nay tôi muốn đến đó quá à. Hay là anh Gấu đi với tôi đi. Gấu nhìn Liễu, anh thấy đôi mắt cô có vẻ tràn ngập hy vọng. Cái gì vậy? Cô ta lớn như thế này rồi mà còn thích đi chơi hồ nước sao? Gấu ngập ngừng hỏi. Có xa không? À, không xa lắm, gần thôi. 30 cây thì tôi chở anh Gấu đi xe máy khoảng nửa tiếng là tới. Đi nghe, anh Gấu đi với tôi đi mà. Nói rồi chả hiểu nghĩ như thế nào, Liễu lại bắt chước cái kiểu cứ hay làm nũng của con Sóc mỗi khi nịnh Gấu cái gì. Vậy là cô bác sĩ cứ níu lấy tay Gấu ra điều nũng nịu, coi bộ cũng rất là dễ thương. Gấu cũng lúng túng chẳng biết phải làm sao. Anh chẳng ham đi chơi ngắm cảnh gì cả, nhưng có lẽ Liễu muốn đi lắm, và hình như đi một mình thì lại sợ, cho nên mới có muốn anh đi chung cho yên tâm. Thế là anh gật đầu đồng ý, rồi vào trong nhà, dắt con dao vu vào thắt lưng, gọi bọn chó mèo trong nhà lại dặn dò cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, chặn cửa nẻo khóa lại, rồi lên xe máy để Liễu chở đi chơi cái hồ gì đó ở trên phố. Hải thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Anh uống vả hết một cốc bia, rồi hít một hơi thuốc lá dài. Công việc ở cơ quan dạo này quá mệt mỏi, khiến cho anh không còn thời gian mà thở nữa. Thậm chí ngay cả đến Liễu, cô bạn gái của anh, bình thường cô ấy gọi, dù là có bận gì anh cũng phải đi gặp, nhưng lần này cũng đành cáo lỗi không đi được. Nghe chừng Liễu cũng có vẻ hơi giận hờn. Hải nghĩ trong lòng chột dạ, thế là vội lấy điện thoại ra gọi cho Liễu. Đầu dây bên kia chỉ reo lên hai hồi chuông là có người nhấc máy ngay, nhưng chỉ nói mỗi một câu cục lủng. Anh hả? Em đang đi hồ Thanh Thủy chơi nè, có cả anh Gấu nữa, anh đừng lo gì nha,
À đừng đi, gió to quá không nói chuyện được đâu. Em gọi lại sau nha. Thế rồi Liễu cúp máy một cái rụp. Hãy thở dài khẽ mỉm cười. À, tưởng người đẹp rủ mình đi chơi, không được thì giận hờn, quá tra thì vẫn đi chơi bình thường. Thế thì khỏi phải lo nàng giận hờn rồi. Ủa, nhưng mà đi với gấu là sao? Thế ông Thái và Sóc có đi cùng hay không? À mà thôi, anh ta đâu có bình thường. Nghĩ sao chứ, nam tử hán như anh lại đi ghen với một kẻ thiểu năng trí tuệ hay sao? Một kẻ ăn mày lang thang, một nông dân không danh phận, không học hành trình độ, không nghề nghiệp gì, anh ta còn suốt ngày gọi Liễu là cô cháu mà. Nghĩ vậy xong, Hải lại bật cười khi nhớ tới điệu bộ của gấu lúc ăn cơm hôm bữa. Thôi, mong cho anh ta chống lạnh. Thế nhưng trong lòng của anh cũng thoáng một chút buồn. Quá ra trong lòng của nàng có vẻ như mình không tới nỗi quan trọng như mình tưởng. Đại khái là có cũng được, không có thì nàng vẫn đi chơi vui vẻ như thường. Không biết tới bao giờ mình mới chinh phục được trái tim của người đẹp đây. Có vẻ như nàng thực sự chỉ xem anh là một người bạn, chẳng hơn chẳng kém. Thôi thì cứ kiên trì sẽ được. Từ phòng khám cho tới cơ quan, vây quanh nàng có biết bao nhiêu đồng nghiệp bạn bè, công tử giàu có. Các mối quan hệ của nàng cũng chẳng thiếu, nhưng nàng lại rất ít khi đi chơi. Vậy mà khi đi vẫn nhớ gọi cho anh, như vậy là được rồi, chứng tỏ anh vẫn hơn khối thằng. Nghĩ đến đây, Hải lại bỗng bật cười. Thôi, những lúc mệt mỏi như thế này, chỉ cần nghĩ tới người thương trong giây lát là lấy lại được niềm hứng khởi tỉnh táo, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong công việc rồi. Hải lại thở dài. Dù gì cũng là ngành chọn người, cái công việc nó định dậu thân như thế này thì phải mang theo thôi. Kể cả sau này có lấy vợ, chắc cũng chẳng được nhàn rỗi hơn là bao. Xã hội có bao giờ bình yên đâu. Một khi còn người chết, một khi còn tội phạm, một khi người dân còn đang kêu gào ở ngoài kia, thì những cán bộ như anh vẫn còn phải vất vả ngày đêm giữ gìn bình yên cho tổ quốc. Những khi mệt mỏi như thế này, động lực duy nhất của Hải là Liễu. Đã bao lần khi chịu quá nhiều sức ép tới mức tưởng chừng như gục ngã, Hải lại dành thời gian cho mình 10 phút thư giãn tại chỗ, rồi đầu óc tưởng tượng lơ mơ tới diễn cảnh sau này về chung một nhà với Liễu. Rồi khi anh về hưu, hai đứa sẽ quanh năm suốt tháng đi du lịch cùng nhau, vui vầy tuổi già. Đang còn miên man suy nghĩ thì chợt có một người đã tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai anh. Anh Hải, làm gì mà ngồi đơ ra cười mình vậy? Làm việc nhiều quá chạm mát rồi sao? Em mang đồ ăn về rồi nè. Hóa ra là Minh, cậu em cùng tổ điều tra dưới quyền của Hải. Rồi lấy lon bia đang dở trên bàn, Minh hờn dỗi trách móc. À, cứ bảo còn sổ sách chưa xong, sai người ta đi mua đồ ăn cực khổ, mình thì ngồi nhà khui bia uống trước vậy sao? Mệt quá nghỉ rồi, làm hớp bia cho mát trước đó mà. Đợi chú đi mua đồ lâu quá. Vậy mua được cái gì đó? Minh cười bí hiểm, rồi lôi ra một con vịt quay cùng với ít rau và hai suất cơm hộp. Vậy là hai anh em trải cái chiếu hay dùng nằm khi trực ra đất ngay trong cơ quan. Kẻ đóng cửa phòng lại cho bày đồ ăn và bia ra, tự thưởng cho mình một ly bia thơm mát cuối ngày ngay tại cơ quan. Mình nói: Ơi, mình nhậu vậy á, mấy sếp mà thấy á là chết đó nghe anh. Chứ, chú không phải sợ, có anh bảo kê nè. Hết giờ hành chính rồi. Riêng cái thằng Hải này bình thường làm việc bất kể ngày đêm như thế nào thì cả cái huyện này đều biết. Thằng nào mà dám cản anh nhậu, các sếp còn động viên anh nghỉ mà anh không cần kia mà. Nhậu xong á thì nghiên cứu hồ sơ với anh tiếp tục. Anh còn làm việc tới sáng mai cơ. Vụ này không xong á thì quyết không nghỉ phép. Rồi hai anh em cùng cười xòa, cùng nâng cạn ly bia với nhau. Bữa nhậu đơn sơ ấm cúng, tranh thủ giữa những giờ phút làm việc căng thẳng của những người chiến sĩ vì lợi cho mọi người mà bất chấp bản thân mình. Chao ôi, sao bia ngọt thế, mát thế, ông bà nói chẳng sai.
Ai mà có một ngày làm việc hết mình thì mới có thể cảm nhận được vị ngọt của ly bia lúc cuối ngày. Hải uống nốt một ngụm bia cho hỏi: Vậy chứ kết quả điều tra tới đâu rồi? Có tìm được thân thế của ta hay không? Ôi anh ơi, nhậu mà cũng bàn công việc nữa sao? Thấy Hải đăm chiêu nghiêm túc, Minh đành mỉm cưỡng nói: Ừ, em tìm rồi nhưng mà không có hồ sơ gì hết á. Nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân mang theo, cho nên không có xác định được là ai. Em nghĩ chắc là người vô gia cư đi qua thôi. Chuyện là từ hôm bữa tới giờ, chỗ Hải đang nháo nhác cả lên vì một vụ giết người man rợ mới diễn ra trên địa bàn của huyện. Nạn nhân là nữ, chính là người mà Hải giao cho Minh điều tra về thân thế nhưng không có kết quả gì. Chỉ biết là trạc tuổi ngoài 30, bị người ta giết chết, xiết cổ cho tới chết rồi ném xác xuống cống. Vụ này được xếp vào trọng án và được các cấp cơ quan rất quan tâm, bởi vì nó được liệt vào một vụ án mang tính chất suy đồi về đạo đức, khi kẻ thủ ác đã cướp đi nội tạng của nạn nhân, cạo hết tóc, lấy răng vào móng tay, móng chân của nạn nhân. Điều làm cho vụ án này càng trở nên nghiêm trọng bởi vì đây là người nữ thứ ba bị giết trong 3 năm qua trên địa bàn rồi. Và tại huyện này thì suốt nhiều năm qua mới có án mạng xảy ra, cho nên vụ này lại càng được đặc biệt quan tâm hơn. Hai vụ trước xảy ra khi Hải chưa đảm nhiệm công tác ở đây, các cán bộ phụ trách hai vụ đó có 3 người, thì tới năm nay liền đã thay mới hết cả. Một người thì cũng bị bệnh chuyển đi công tác khác, người thì chết do lên cơn đau tim, còn một người thì đã về hưu, không còn ai theo, nên hai vụ án đó cũng dần chìm vào trong quên lãng, do cũng không điều tra ra. Nhưng bây giờ thêm vụ này, cho nên người ta lục lại, đâm ra áp lực lại đè nặng lên tổ trọng án của anh Hải hơn nữa. Sau khi họp đảng quỹ và các tổ chuyên án liên quan thì người ta đã có kết luận sơ bộ và cấp trên ra lệnh cho anh điều tra gộp 3 vụ là một. Hải được chỉ định làm tổ trưởng tổ điều tra, cho tùy ý chọn nhân viên hỗ trợ trong sở, cũng như được quyền yêu cầu thông tin từ bất kỳ đơn vị nào trong huyện có liên quan. Hải tự nhận thấy đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội rất lớn để cho anh chứng minh bản thân. Nếu phá được vụ này, anh sẽ có chỗ đứng, nhận định trong trụ sở. Điều đó làm cho cả tuần nay anh mất ăn mất ngủ, không có thời gian nghỉ ngơi hay rời khỏi trụ sở đi đâu cả. Hải hỏi mình: Vậy chứ chú tìm được hồ sơ hai vụ kia chưa? Em xem rồi anh. Em chẳng biết vì sao mà các hồ sơ chi tiết á, cũng không còn nguyên dạng, thậm chí có thể nói là bốc hơi hết, không còn cái gì. Rõ ràng á, đây là lỗi của bảo mật không lưu hồ sơ, nhưng em gặng hỏi thì họ cứ ú ớ như gà mắc tóc vậy. Em nghĩ chắc do sai sót của người phụ trách cũ của vụ án. Anh em cùng ngành, không làm khó dễ với nhau, cho nên em đành thôi. Em đi dò hỏi á, thì đa phần mọi người đều chỉ nói qua quýt, chẳng biết đâu là thật giả nữa. Có lẽ là do nạn nhân không phải là người địa phương, cho nên họ có phần hơi xem nhẹ. Và em chỉ nghe ngóng được á, kể lại từ mấy chú bác lớn tuổi ở cơ quan và người dân địa phương từng chứng kiến. Họ nói rằng những cái người chết đều là người lưu lạc từ địa phương khác tới đây, đều là nữ, đã ngoài 30 tuổi, và đều không có giấy tờ tung tích gốc gác gì hết. Hiện tại cũng mới biết được tới đó thôi anh. Hải trầm ngâm suy nghĩ. Lạ thật, ngần ấy điểm giống nhau là có thể điều tra theo hướng cả 3 vụ án xảy ra ở trong huyện trong 3 năm qua là cùng một hung thủ gây ra rồi. Hải nói: Vậy chú có tìm được cách liên lạc với hai người cán bộ từng làm mấy cái vụ cũ hay không? Ông chú về hưu và ông anh chuyển công tác đó. Anh Hà kia thì chuyển vô trong tích Sài Gòn, bây giờ gặp thì khó, mà lại đang đương nhiệm, cho nên chắc bọn mình không có dò hỏi được cái gì đâu. Còn ông chú về hưu thì dễ thôi, là chú Tuấn. Chú ấy là người của huyện mình, nhà cũng cách đây cỡ 20 cây. Nhưng mà tính làm gì? Ngày mai á, bố trí xe và hẹn gặp đi. Anh với chú tới tận nơi hỏi chú ấy về các vụ án cũ,
Anh nghi ngờ rằng hai cái vụ án trên địa bàn 2 năm qua và cái vụ lần này có tính chất liên quan, bởi vì nạn nhân cũng là đối tượng phụ nữ, độ tuổi gần như tương đồng, và cũng là người không có giấy tờ gì hết. Ý anh là một vụ án liên quan, nhưng mà theo em thấy á, thì họ đều là những người lang thang, không có quan hệ gì với nhau hết. Lại có một số điểm chung, nếu mà điều tra theo kiểu vụ án liên quan á, thì nghiêng về hướng tội phạm mắc ám ảnh tâm lý là đúng hơn so với một người cuồng sát đó anh. Hải gật đầu đồng tình với Minh. Kẻ tội phạm mắc ám ảnh tâm lý. Hải sực nhớ ra, nếu nói về bệnh tâm lý, vậy thì có Liễu. Liễu là bác sĩ chuyên trách về tâm lý mà. Hơn nữa Liễu cũng đang có một bệnh nhân tâm lý đó thôi. Chợt, trong lòng của anh nhói lên một cái rất nhẹ. Hải chợt cảm thấy lo lắng bất an ghê gớm lắm. Nỗi lo chẳng biết từ đâu tới, chẳng có duyên cớ gì. Đó chỉ là một nỗi lo mơ hồ của người chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm đối phó với những tên sát nhân nguy hiểm. Nhưng nỗi lo này cũng rất quen thuộc. Nó đã diễn ra ở đâu? Phải rồi, khi anh ở trong phòng bệnh và trông thấy cái hình xăm trên lưng của gấu, và khi anh bước vào trong căn nhà kho là phòng ngủ của gấu, anh đều đã có cảm giác lo sợ mơ hồ như thế này đây. Khoan đã, một người nữ tầm 30 tuổi đổ lên, một kẻ sát nhân tâm thần khỏe mạnh, có hành vi kỳ lạ. Hải tuột tay làm rơi cốc bia xuống đất. Anh lôi điện thoại ra gọi điện ngay cho Liễu. Đầu dây bên kia báo thùy bào. Thật là vì diệt công nam tử quên thân, động lòng thương nữ nhân tìm bạn. Liễu chở gấu tới nơi hộ thì mặt trời cũng dần khuất. Cưỡi xe xong, hai người lại đi bộ tiếp một đoạn đường núi khoảng gần 2 cây số mới tới được nơi. Do hộ ấy nằm ở lưng chừng núi, dọc đường đi được trải nhựa, thế nhưng hai bên vẫn còn là rừng hoang sơ, do người ta giữ lại nét hoang dã cho khu vực ở đây. Những khu vực nguy hiểm đều được trào bằng dây thép gai hết cả. Liễu dục gấu. Anh gấu ơi, đi nhanh chân lên, còn kịp ngắm hoàng hôn nữa. Hoàng hôn ở đây đẹp lắm đó. Gấu có vẻ ngần ngại. Anh đáp. Nhưng mà vậy á, chút nữa phải đi vòng lại, trời tối mất cô ơi. Trời ơi, tôi là con gái còn không sợ thì thôi, anh sợ cái gì. Hồ này đẹp nhất lúc hoàng hôn á. Nếu mà đúng lúc đúng dịp mà không tận dụng thì uổng lắm. Thôi đi nhanh lên đi. Thế là hai người lại đi. Dọc hết đoạn đường núi thì hồ Thanh Thủy cũng hiện ra ở ngay trong tầm mắt. Hồ ấy đẹp phiêu linh diệu kỳ, mặt nước trong biếc, sóng gợn li ti, nhìn sâu không thấy đáy, nhìn xa chẳng thấy bờ. Chỉ thấy có biển cảnh báo ghi là nước sâu, từng có nhiều người chết đuối ở dưới hồ, xin giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Chợt thấy có một chiếc ghế đá kê ở gần đó, hai người liền ngồi xuống ghế. Vừa hay mặt trời đã khuất được một nửa phía sau rặng núi xa. Hồ hôm nay chẳng có ai ra, hoặc là người ta sợ khi tối trời trắng trết thú dữ trong rừng bò ra, cho nên đã về hết cả. Vậy là cả một vùng núi non hồ biết chỉ có độc hai bóng người ngồi trên ghế đá. Mé phải núi cao trùng trùng, trũng ở lòng giữa. Xa xa khoảng chân trời đẹp trống trải, mặt trời đỏ hồng đang lặn dần khuất sau dãy núi xa. Xung quanh là những phần mây nhạt màu hồng tô điểm, trong cảnh đẹp phiêu linh tới lạ thường. Liễu nói, ngày tôi còn nhỏ đó, mẹ hay dẫn tôi ra đây lắm. Cứ cuối tháng mẹ lại xin nghỉ, đưa tôi đi chơi xa. Bây giờ mẹ mất rồi, cũng lâu lắm rồi tôi chẳng còn muốn đi đâu nữa. Ba cô đâu? Sao chỉ nghe cô hay kể gì mẹ thôi?
Ba tôi bận lắm. Ông là giáo sư dạy ở trường y, lại là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện huyện, suốt ngày công việc thôi. Với lại tính ba tôi thâm trầm khép kín, từ hồi còn nhỏ tôi chẳng có mấy dịp đi chơi cùng với ba. Gấu không nói gì, anh lặng im quan sát. Núi rừng nơi đây đẹp thật, nhưng tại sao lại có nét ma mị lạ thường? Vì sao nó giữa chốn phồn hoa lại có ngọn núi cánh rừng còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ như thế này? Trong cảnh núi biếc thẳm thật là thân quen. Cứ như thể xưa kia gấu cũng từng đến nơi nào giống như thế này đây. Thậm chí nó còn quen thuộc gần gũi lắm. Không chỉ là tới, mà có lẽ anh cũng từng sống ở một nơi nào đó cũng có núi rừng hồ thẳm như thế này. Như thế này, đó là nơi nào? Sao anh chẳng nhớ ra được, mà lại chỉ có cảm giác chân thật như vậy thôi? Liễu kéo tay áo gấu trỏ về phía xa. Ê nè, anh nhìn hoàng hôn á, có đẹp không kìa? Nói rồi cô rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại, tính chụp một kiểu hình làm kỷ niệm. Thế nhưng mới chợt nhận ra điện thoại đã tắt ngúm từ khi nào. Liễu kêu lên tiếc nuối. Ơi, điện thoại hết pin rồi, chán quá, lúc nãy đi tôi quên không có sạc. Gấu không ngắm hoàng hôn, cũng không để ý tới những lời Liễu nói, mà mắt anh đang mãi nhìn đi đâu xa vắng. Anh nhìn về những khu rừng cạnh hồ, đang hòa cùng với màn đêm chập choạng ôm lấy hồ. Anh đang nhìn những cành lá trung trinh lao xao trong gió, tựa như phía sau lớp mạng được kết bởi cây rừng ấy là vô vàn những linh hồn lang thang phiêu lãng. Chợt có tiếng nói vang ở bên tai. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất núi, ma quỷ theo đêm tối mà lên. Nơi này cũng đầy âm binh tà khí, không nên ở lâu kẻo mang dạ. Tổ xem, ta chống về thôi. Có biết Hỏa Thiên Di đang đứng bên cạnh mình, anh liền đưa mắt quan sát tấm biển cảnh báo. Đúng vậy, những kẻ chết đuối ở hồ này chẳng phải là những kẻ muốn tò mò được ngắm nhìn đất trời khi về đêm ở nơi linh thiêng huyền phủ hay sao? Rồi chợt nơi tai gấu có một con chim cắt bay ra, chính là quỷ Kinh Ma Lạc. Nó kêu lên ba hồi rồi nói: Bẩm tổ, bẩm quan nhân, nơi đây ma quỷ trùng trùng, chúng nấp sau rừng, đều đang hướng về đây nhìn tổ cả. Chỉ ít phút nữa thôi, trời sẽ tối sập đi, chúng sẽ lên hết. Hồ này có ma, xin tổ chống về để tránh cho điều thị phi. Gấu nghe các quỷ khuyên như vậy thì hoảng hốt lo sợ nhìn vào trong bìa rừng. Chợt thấy nơi một gốc cây tối có chướng khí phát ra sâu dậy, nổi lên trong ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà, có đôi mắt đang chăm chú nhìn về hướng hai người. Đôi mắt ấy ánh lên một sắc xanh lạnh lùng, trong lạnh gáy sợn da. Đang hoang mang chưa biết tính thế nào thì lại có một làn khói nữa xuất ra màu trắng đục, bóng dáng cao liều nghiêu như cây sạo, chính là Kỷ Như. Rồi nó lo lắng nói: Tổ, có âm binh, có phù độc. Hỏa Thiên Di nói ngay: Phù độc ở đâu? Trên con người tiện nữ này, nó lừa tổ, tôi giết nó. Vừa nói dứt câu, Kỷ Như liền giơ tay niệm chú, tức thì gió lốc nổi lên ào ào từ đâu tới, thổi tung bay vạt áo của Liễu. Gió mạnh tới mức làm bật cả khuy áo cô ra, để lộ một chiếc áo lót màu trắng bên trong và phần da thịt trần trụi trước ngực. Liễu bối rối quá, vội kéo tay lên che lấy vạt áo, nhưng chợt có một bàn tay cứng như thép nguội giữ lấy tay cô. Đó chính là gấu. Anh giật phăng chiếc áo sơ mi ngoài của cô ra, có một hình gì đó đỏ đỏ nổi lên giữa thịt của cô, ngay ở nửa trên của bầu ngực bên trái, ẩn hiện một nửa sau lớp áo lót màu trắng. Kỷ Như hét lên: Chính nó, phụ! Hỏa Thiên Di vốn không giỏi về phụ, liền hỏi ngay chim cắt:
Nè, đó là phù gì? Bẩm quan nhân, phù này tên gọi phù địa tức mỹ. Phù này đánh vào tâm tư tình cảm của người, khơi gợi trong tiềm thức của người bằng cách lặp lại nhiều ảo cảnh thân quen, khiến cho người luôn nghĩ tới cảnh ấy trong đầu, luôn muốn đi tới địa tức nơi phù vẽ ra mê hoặc. Phù này chỉ mạnh trong 2 giờ, người này mới chỉ yểm lên thôi. Liễu lúc bấy giờ bị gấu giật tung chiếc áo ngoài ra thì sợ hãi mà hét lên: Anh định làm gì tôi? Hỏa Thiên Di nói: Phù này vẽ ra ám linh thân không cần giấy mực, cũng đủ biết căn cơ đạo hạnh của người vẽ phù sâu tới đâu. Nó chính thật là kẻ quyền nhân ưu ẩn, giỏi tới mức bức được khí, làm cho bọn ta lâu nay tiếp xúc mà không nhận ra. Bọn chó mực mèo đen nói chẳng sai, ta đây bị nó lừa rồi. Tổ à, mau mau giết nó đi, nhớ phải giải phù trước khi mới giết được. Lúc bấy giờ cấu đang giữ chặt lấy tay của Liễu, đè cô xuống đất. Anh lo lắng nhìn Liễu, hoang mang lắm, không nỡ hại cô. Khuôn mặt của Liễu thì hoang mang thất thần, hình như cô đã mơ hồ nhận ra điều đang xảy đến với mình theo một nghĩa khác. Cô sắp bị hãm hiếp. Liễu chợt sực tỉnh, cô vùng dậy bỏ chạy, nhưng không được. Cô liền miệng hét toáng lên: Thả tôi ra, tên khốn nạn này, ai đó cứu tôi với, có ai không? Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của núi rừng thanh vắng. Đôi tai gấu như một cái gọng kìm giữ chặt lấy cơ thể của cô, không thể động cửa gì được. Anh cứ chần chừ hết nhìn Liễu, rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Giết cô sao? Sao anh có thể làm như vậy được? Hỏa Thiên Di thấy gấu chần chừ mãi không quyết được thì sốt ruột nói: Tôi không trả tay. Được, vậy thì để tôi, loại này không cho sống được. Nói rồi, đoạn nó nhập thẳng vào trong người gấu. Tức thì đôi mắt của gấu biến thành màu đỏ lự. Gấu giật phăng nốt cái áo lót của Liễu ra, để lộ da thịt trần trụi của cô. Liễu nhìn vào đôi mắt của gấu thì sợ hãi trùng mình. Một đôi mắt đỏ trừng trực như có lửa bốc cháy. Cô gào lên hoảng loạn bất lực. Đôi tay cấu xé vào tay gấu, nước mắt nước mũi trào ra. Nhưng gấu mặc kệ, cho anh đưa cánh tay trái băng trắng đặt lên ngực trái của Liễu, nơi vẫn còn những cái hình phù đỏ nổi lên trên da thịt. Sau đó hù lớn: Giải xuất! Rồi đọc một câu chú tiếng Phạn để giải bùa, mặc kệ cho Liễu vẫn không ngừng kêu gào. Chỉ vài giây sau đó, vết đỏ đã mờ đi mất hẳn. Thế nhưng ngay lập tức thì lúc vết phù vừa biến mất là nơi bụng của Liễu lại hằn lên một vệt sáng xanh rất lạ. Kinh Ma Lạc thấy vậy thì kêu lên: Là bùa Nhi gọi âm binh. Khi chủ thể gặp nguy hiểm thì bùa này phát tác, giống như bùa của tướng Á ra gì. Có âm binh sắp tới, tổ cẩn thận. Vừa nói dứt câu thì chợt nơi bìa rừng bay vút ra 3 con quạ màu đen, lao thẳng tới phía gấu. Một con cào thẳng vào mặt gấu rất nhanh. Gấu đau quá buông Liễu ra, bật ngửa cả ra phía sau. Ngay cái người vừa mới chạm đất, lại có một con rắn xanh chẳng hiểu từ đâu bò lại đang định cắn. Kỷ Như liền vung kiếm lên chém một nhát, trúng ngay 2 con quạ. Chúng trụ hết lông cánh ra, tự nhiên đang bay lại cắm đầu xuống hồ mà chết đi. Kinh Ma Lạc bay vút lên không trung, hét lên một tiếng kinh người, nghe kến tai lạnh ốc, vang vọng khắp cả núi rừng. Con quạ kia sợ quá bay ngược trở lại vào trong khu rừng trốn đi. Con rắn xanh vừa ngẩng cổ lên định lao tới cắn gấu thì cánh tay trái của gấu vươn ra tóm lấy cổ nó, tay phải trút dao vu nơi thắt lưng ra, đâm một nhát chí mạng vào rắn. Rắn chết, hồn bay vút lên, nguyên là một bóng quỷ. Nhưng chưa kịp nói gì thì Hỏa Thiên Di đã lại từ trong thân gấu bay ra, vung kiếm lửa lên chém một nhát ngay giữa mặt. Bóng quỷ ấy hồn siêu phách lạc ngay. Lúc bấy giờ quỷ Hỏa Thiên Di đã thoát ra. Gấu choàng tỉnh, bèn hét lớn lên: Cô Liễu, chạy ngay đi!
Liễu nãy giờ đang ngơ ngác, tưởng chừng như sắp bị gấu hại tới nơi, lại thấy mấy con quạ đen bay ra về phía gấu. Sau đó tự dưng rủ lông cánh, chết mất hai con. Một con thì bỏ trốn. Rồi thấy gấu rút con dao ra mà đâm chết con rắn. Bây giờ lại nghe gấu nói như vậy, Liễu mới hoảng hốt kêu lên: "Anh gấu, rốt cuộc là anh cứu hay hại tôi?" Gấu không đáp, chỉ thất thần kêu lên: "Xin cô, chạy ngay đi mà." Hỏa Thiên Di và Kỷ Như đều rút kiếm tra lao tới, nhưng gấu đã chạy lại, ôm lấy, vòng tay qua bảo vệ cho cô. Bọn chúng thấy như vậy thì bực tức lắm, nhưng không dám làm cạn, đành đứng đực ra chưa biết làm gì. Ngay khi ấy, Hỏa Thiên Di nói: "Tức thiệt chứ, tổ không chịu giết nó, vô diện đâu, ra làm vậy coi." Rồi nó đưa tay lên miệng, niệm chú lầm sầm. Tức thì nơi cánh tay của gấu xuất ra một bóng quỷ trắng. Quỷ đó trông nửa thân trên như người, nhưng khuôn mặt trắng bệch, không có mắt tai mũi lưỡi cái gì. Nó chính là vô diện. Nó vừa hiện lên liền hóa ra ngay một khuôn mặt. Nếu nhìn vào khuôn mặt ấy thì bỗng dưng chết lặng cả người. Khuôn mặt hiền từ mà cô vẫn thường thấy trong những giấc mơ. Xúc cảm ùa về, Liễu như chìm vào trong cơn mụ mị. Liễu kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi!" Quỷ vô diện cứ vậy bay thẳng ra nơi hồ nước, chỉ cách chỗ ghế đá của hai người chưa tới ba thước. Liễu hoảng hốt mụ mị, cô vùng tay đẩy gấu ra rồi chạy theo mẹ mà kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Mẹ chờ con với." Liễu cứ vậy mà chạy theo, chỉ được vài bước chân thì đã tới sát mặt nước. Gấu kinh hoàng hét lên: "Cô Liễu à, đứng lại, đừng có đi theo, ma đang dẫn đó." Nhưng ôi thôi, còn kịp đâu, Liễu đã lao mình xuống dòng nước sâu thẳm, mất rồi. Gấu lại chạy sát ngay bên vách hồ, nhìn xuống thì thấy chợt hồ nổi sóng, Liễu đang bị cuốn ra xa. Đôi mắt của gấu chợt đỏ hồng lên rất lạ. Anh thấy dưới lòng hồ nước bỗng dưng đen kịch một màu, lại như có vô số khuôn mặt đôi mắt đang từ trong làn nước thẳm mà nhìn lên. Chính là các cô hồn ngạ quỷ, người chết đuối dưới hồ đây. Chợt ngay phía sau lưng gấu có tiếng nói vang lên: "Xin tổ cẩn thận, kéo sảy chừng xuống đó. Dưới nước tôi không thể làm gì được." Thì ra là Hỏa Thiên Di. Cả Kỷ Như cùng các quỷ đều đang đứng đằng sau lưng gấu mà lo lắng. Gấu quay lại quát mắt nhìn chúng. Chợt đôi tròng mắt đỏ lên rất lạ. Gấu đã lờ mờ nhìn thấy bọn chúng rồi. Giọng anh đổi thành một thanh âm kỳ lạ, nửa lạnh lùng, nửa như căm giận: "Chúng mày giỏi lắm. Chờ đó, ta hối tội từng đứa chúng mày." Các quỷ nghe xong bỗng rụng hết cả chân tay, vội vàng cúi đầu quỳ hết xuống. Vừa dứt lời, gấu đã hướng nhìn xuống lòng sông. Lúc bấy giờ Liễu đã bị cuốn ra phía xa, vẫn đang la hét hoảng loạn. Anh cầm dao vu, chẳng kịp cởi quần áo, nhảy xuống nước, nhắm hướng người chết đuối mà bơi lại cứu. Thật là cứu tổ sư, Kỷ Như chém giặc, trên sông vắng vô diện dụ người.
Lại nói, khi gấu vừa chạm người xuống làn nước thẳm thì chợt tê dại cả đi. Nước lạnh buốt phủ từ đầu cho tới chân. Lạnh, rất lạnh. Lạnh như thể một cái xác người chết, chứ không phải như nước bình thường. Như thể mới vừa rơi xuống một cái hồ chứa đầy băng giá. Gấu hít một hơi thật sâu, rồi bơi vụt đi rất nhanh như một con trái cá, bơi thẳng ngay ra chỗ của Liễu. Lúc này Liễu đã lả người đi rồi, nhưng vẫn còn lờ mờ nhận ra gấu đang tới. Cô cố lấy hết sức bình sinh, vươn cổ lên hít một hơi dài, rồi hét to lên lần cuối. Anh Công, cứu tôi! Thế rồi đuối hơi, dần dần chìm xuống lòng sông. Bơi lại gần phía Liễu thì túm được cô rất nhanh. Anh từ từ kéo cô lên, nhưng đang định bơi đưa cô vào bờ thì bỗng dưng lại thấy có muôn ngàn cánh tay cùng đang níu lấy thân mình, ấn cho chìm xuống nước. Liễu lúc bấy giờ đã lại ngất xỉu nặng không thể tả nổi. Cô hoang mang cố gắng vùng vẫy đạp nước bơi vào trong, nhưng tay chân vẫn lặng ngắt, không nhúc nhích được một phần. Rồi chợt trong lòng mắt thấy có nước chuyển màu đen kịch. Xung quanh tứ bề chẳng còn nhìn thấy cái gì cả, chỉ thấy dòng nước dập dềnh. Trên mặt nước nổi cơ mang nào là những bóng ma, ngạ quỷ. Chúng nó đang bu kín lấy quanh thân. Gấu đớp hụp mấy ngụm nước vào trong miệng, há miệng lấy hơi, nhưng mà đuối đi rất nhanh. Tay chân bỗng mềm nhũn ra. Trong phút chốc, anh như chìm miên man vào một cảnh giới khác. Một cảnh giới ký ức của miền sông nước đã trôi qua từ rất lâu rồi. Ngay trong giây phút cận kề sinh tử ấy, cấu dần hồi nhớ lại. Mười hai năm về trước, cũng là nơi nước non sâu thẳm, gấu khi đó mới 17 tuổi. Một lần đi đêm dậy, bước hụt bước khi qua cầu, ngã nhào xuống sông. Gấu cũng đang lạc trôi giữa dòng. Anh ngước mắt lên khỏi mặt nước thì nhìn thấy một cây cầu độc, là một loại cầu cho tàu hỏa chạy qua, còn gọi là cầu đường sắt. Lại thấp thoáng nhìn thấy ở ngay nơi đầu cầu có lấp ló một cái cây dừa. Yêu khí từ nơi cây dừa đó giăng mắt mịt mùng. Thế rồi anh đạp nước cố bơi về cầu, nhưng càng đạp thì bước chân càng mỏi mệt. Anh hụp xuống cúi nhìn thì thấy có muôn vàn bàn tay đen đang nắm lấy cổ chân anh mà lôi xuống không cho ngồi lên lấy hơi. Rồi chợt cấu thấy có lơ lửng trên đầu ba cái bóng đen rất lạ. Con thì cầm bao tải, con thì cầm xích sắt to dài. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tam quỷ vô thượng đến từ địa ngục. Cũng là lần đầu tiên anh gặp được thầy Huyền Ân. Thầy đã cứu anh thoát khỏi dòng nước xiết. Gấu đã nhớ lại rồi. Chính người đàn ông ấy, người mà khuôn mặt vuông vức, vóc người đậm, mặc áo đạo sĩ, tay cầm kiếm đạo, đã hiện ra trong làn khói mờ của đền Tử Hậu mà trỏ mặt anh quát hét lên. Đó chính là thầy của anh, Bác Tổ Huyền Ân của Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Thầy đã qua đời, thầy đã chết, đã bị yêu ma hại cho mất mạng. Giờ đây ai cứu được gấu thêm một lần nữa giữa dòng nước xiết đây? Gấu choàng tỉnh trở về với thực tại, anh thấy nhung nhớ, căm phẫn đến nghẹn ngào, môi nghiến chặt tới bật máu. Anh hét lên, cầm tay dao cua quắn loạn xạ. Thầy ơi, thầy ơi, đừng đi! Quỷ lửa trong dao nghe được tiếng kêu thì gào lên, cụ tổ chớ sợ, có tôi ở đây. Nói đoạn xuất ra khỏi dao, nhưng ngay lập tức thấy xung quanh tứ bề là nước, ngắm vào thân không chịu nổi, lại phải trốn trở về với dao. Được vài giây sau thì lại xuất ra, nước ngắm vào thân thì lại phải trốn vào. Cứ như vậy ba bốn bận, vẫn không làm cách nào được. Rồi chợt nhiên cấu thấy bàn chân lạnh ngắt,
như có con gì đó quấn tròn lấy chân, rồi nó men theo chân quấn lên cả người, có vùng dậy loạn cả lên. Tá quả giật mình, là một con trăn nước rất to, kích thước thân của nó phải bằng tay người. Cấu thấy tức thở ở ngực, các khớp xương vỡ vụn ra, những chỗ cắn xiết qua. Thế rồi chợt có một quỷ hét lên: Bỏ ra con giống kia. Kỷ Như bay phút ra khỏi tay gấu. Trong làn nước thẳm, nó vùng kiếm chém một nhát vào con trăn. Trăn kêu lên một tiếng thảm thiết, cho ăn mình cố siết lấy bàn tay phải của gấu. Nó siết với lực thật mạnh, tới mức xương tai của gấu phải kêu lên răng rắc. Một tiếng, cho cẳng tay gãy lầm đôi, cổ tay cũng bị gãy đi. Gấu hét lên đau đớn vô cùng, rồi ngất liệm, nước ọc hết cả vào trong phổi. Con dao nơi bàn tay phải của anh tuột ra, rơi xuống nước. Quỷ lửa đặt bản mệnh của mình trong đó để coi giữ con dao, lại vướng phải nước tứ bề không làm sao thoát ra được. Vậy là cũng phải theo dao mà chìm xuống lòng sông sâu. Quỷ Hỏa Thiên Di kêu lên một tiếng cuối cùng: Kỷ Như, kinh Ma Lạc, bảo vệ cho tổ, nếu không có chết ta cũng không tha. Nói xong thì thanh âm nhỏ dần rồi tắt liệm đi, liền theo dao vu từ từ chìm xuống lòng hồ sâu thẳm. Kinh Ma Lạc hét lên: Quan nhân à, chúng tôi biết làm sao đây. Nhưng chẳng có thời giờ mà kêu khóc nữa, tình thế đã nguy cấp lắm rồi. Đoạn nó bay lên, mổ một phát vào mắt con trăn. Kỷ Như căm tức vung kiếm chém thêm một nhát chí mạng vào trăn. Con trăn gào lên đau đớn, cho cũng từ từ chìm xuống đáy hồ. Lúc bấy giờ, cả gấu và liễu cùng đang bất tỉnh, từ từ chìm theo xuống. Kinh Ma Lạc hét lên: Cứu tổ! Vừa dứt lời thì nơi cánh tay của gấu bay ra quỷ vô diện. Nó ôm lấy thân gấu, rồi lay mãi chẳng được. Nó tát vào mặt gấu mấy cái, rồi lại vẫn không được. Nó lại đè mặt của gấu ra mà đấm thật lực cho hồi tỉnh trở lại. Kinh Ma Lạc thấy vậy hét lên: Mã tổ, cái thằng ngu này, mày đè lên như vậy á, làm sao mà tổ nổi lên được. Vô diện nhận ra là mình đang đè lên thân của tổ, thế là nó xoay người một cái, lại nằm xuống bên dưới của tổ. Nó gồng sức mà đẩy tổ lên. Thế nhưng nó cũng chỉ là một bóng quỷ không có thân, lực yếu, chẳng có tác dụng gì. Kỷ Như thì một tay cầm kiếm, tay kia giữ lấy liễu cho khỏi chìm xuống. Chợt trong tay của tổ lại vọng ra một tiếng la lớn: Thả A Giặc ra, thả A Giặc ra ngoài, A Giặc biết bơi, A Giặc cứu được. Chim Cắt lại kêu lên: Hoàng nhân chết rồi, tổ ngất rồi, chúng ta không biết thần chú làm sao thả ra. Nói đoạn nó quay sang thét vào mặt Kỷ Như: Nè, thả con mụ đó ra cho chìm chết đi, lo mà cứu tổ, cái thằng ngu này. Cứu người đẹp, lấy còng chuột. Chim lại hét lên: Vậy thì vứt kiếm đi. Kỷ Như lại phân bua: Kiếm sĩ mà mất kiếm còn như là chết, kiếm là mạng, dứt kiếm lấy cái gì đánh nhau. Chim tức quá không biết nói gì, chửi bừa lên: Đánh nhau với cái tiên sư nhà mày đó, còn như chết á, thì mày chết luôn đi cũng được, cái đồ vô dụng. Vậy là ba con quỷ cứ lây quay giữa vòng chẳng biết làm sao. Kinh Ma Lạc cứ vậy bấu móng vuốt vào tóc của gấu, cánh đập liên hồi kéo lên, cứ ngập xuống vài giây lại kéo lên không để cho bị ngợp nước. Nhưng được một lúc thì cũng đuối lả chận đi, cánh cũng đã mỏi rũ cả ra. Vô diện thì đẩy thân gấu ở phía dưới, nhưng cũng chỉ là hồn không có thân, mỏng manh yếu đuối như làn khói, chẳng làm được cái gì nhiều. Cứ thế mà gắng sức đẩy lên, tay cứ tát vào mặt gấu liên tục, nhưng chắc cũng như gió thổi thoáng qua, chẳng có tác dụng gì. Chỉ riêng có Kỷ Như là khỏe nhất. Nó một tay túm liễu xốc lên, tay kia cầm kiếm. Cứ hễ dưới sông vong ma ngạ quỷ bu lại, túm lấy chân gấu định lôi xuống, thì nó lại vung kiếm ra chém vào.
chúng nó lại tan đi. Một lát sau lại quay lại, quỷ lại tiếp tục chém. Cứ như vậy mà cả 10 phút đồng hồ chẳng nhích được một phân nào, nhưng chúng vẫn còn giữ được mạng cho nổi, không để bị chìm. Thế bây giờ đã nguy lắm rồi. Ba con quỷ, con nào con nấy đều mệt trụ cả ra, chắc cũng chẳng còn sức mà cầm cự được bao lâu. Đang lúc bối rối chưa biết phải làm sao thì bỗng nhiên Kinh Ma Lạc hoảng hồn kêu lên: Thôi chết tổ của tôi rồi. Quá trà, chim thấy hiện trên mặt nước là 4 con quỷ, có tam quỷ địa ngục và một con tột khóc. Chúng được sai tới để bắt gấu và liễu đi. Thấy người sắp chết, chúng liền hiện ra mà chờ sẵn. Kỹ Như liền chìa kiếm lên trên mấy con quỷ đó mà quát lớn: Cứu đi, tổ của tao gần chết, chưa đã chết đâu. Chim đập cánh trong vô vọng. Vô Diện ở dưới nước cũng chợt chờ òa khóc lên. Sau nhớ ra là mình không có mắt miệng để mà khóc, cho nên lại thôi. Kỹ Như vẫn cứ hét toáng lên, vung vẩy loạn xạ thanh kiếm. Hết chém yêu ma dưới nước thì lại trỏ lên chửi bới yêu ma đang bay trên trời. Lúc bấy giờ thân đã cùng lực, cánh đã mỏi nhừ, Kinh Ma Lạc không còn giữ được nữa. Nó buông móng vuốt ra, ngã cục ngay trên người của gấu. Thế là cả người cả chim từ từ chìm xuống. Vô Diện bên dưới thấy đè nặng cũng không đỡ được, Kỹ Như hét lên: Đừng mà, tôi xin mà. Rồi nó òa khóc lên như một đứa trẻ con. Sau đó rất nhanh ngậm thanh kiếm vào trong miệng, tay kia vươn ra túm lấy cả người gấu, một tay còn lại vẫn giữ chặt liễu, quyết không bỏ một ai ra. Lúc bấy giờ dưới chân Kỹ Như và trên hai thân xác người lẫn quẩn yêu ma bám bu đen đặc cả ra. Chúng cùng dùng sức mà lôi cả người cả quỷ xuống dưới lòng sông. Kỹ Như thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời mà than, thì thấy mấy con quỷ âm ti đã tiến đến sát na. Thật là trời thiên sinh nghĩa người quân tử, non cao tôi luyện chí anh hùng, đất âm ma thuật theo hầu chủ, nước biết bỏ mạng oán muôn trùng. Tất cả mọi người đã nghe xong phần thứ 10 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 11 nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.